Ok rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang mặt ở hàng Asset Olympic ha. Thì ngày nay mình sẽ là trên nhanh cho bạn xem về cái mẫu bàn phím cơ mới đang rất là hot, cửa hàng về là hết. Cho nên là những ai mà muốn mua thì phải tranh thủ ha. Đây là cái bàn phím cơ, nó đến từ hãng là Vamilo. Ở đây mình sẽ có là phiên bản là dòng cá voi. Thì Vamilo sẽ có còn nhiều dòng khác như là dòng màu xanh dương, xanh lá gì đó mình không nhớ. Nhưng mà mình chỉ có cái phản màu đỏ thôi. Cá voi rất đẹp ha. Thì phiên bản phím cơ này nó sẽ có là hai cái loại khác nhau cho mình lựa chọn, đó là full size và tay led. Thì cái tay led này nó sẽ là được rút gọn đi cái mặt phím số dành cho ai mà không có xài phím số nhiều hoặc là có một cái bàn làm việc nó nhỏ thì xài cái bản này. Ngoài ra thì cả hai phiên bản thì nó cũng sẽ có những cái tùy chọn về script khác nhau như là red nè, brown nè hay là blue. Thì mình có hỏi thử là cái giá của cái bản mà dùng cái script red đó sẽ là mắc nhất. Rồi thì hiện tại đang có cái bản là tay led đây á, ta đang dùng là cái Sweet Quest nè đó, và cái giá của nó sẽ là 3.870.000. Còn với phiên bản mà full size thì đây mình có cái bản đó là dùng Sweet Brown và cái giá của nó sẽ là 4.160.000 ha. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là khui luôn cả hai cái phiên bản này ra để cho bạn sẽ thử coi là nó sẽ khác biệt như thế nào. À, tại vì ở đây phím này á là do khách đặt mua cho nên là trước khi mình giao cho khách á mình phải tranh thủ mình mượn mình nhập cho bạn xem, bây giờ nó rất là hot, hàng về là hết đó, mình có tiền cũng chả mua được đâu. Đây mua được luôn, mình coi con full size trước đi ha. Thì mình sẽ có một số những cái tem như thế này tặng cho bạn để mà mình thể xài chơi làm gì đó. Mình sẽ có được tặng thêm đó là một cái cây cáp thay cho phím cáp lock nè, score lock và num lock ở đây, và mình sẽ có thêm là một cái sợi cáp. Như vậy là cái mà phím này nó sẽ dùng là sợi cáp rồi ha, và hai cái đầu kết nối của nó sẽ được mạ vàng như thế này rất là xịn sò, và có thêm một cái cục chống nhiễu nữa, và mình sẽ có thêm là một cái cable để mà lấy cái cáp ra. Mình sẽ lấy cái con full size ra cho mình xem. Đây full size. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Đây full size. Rất là ngầu. Đây là chân của nó xong. Đây là cái bàn phím cơ full size dòng cá coi, thì với cái tông màu đỏ trắng mình thấy là nó phối màu rất đẹp ha. Đồng thời thì cái phông chữ không, cái phông chữ nó cũng được làm cách điệu đây nè, đó đậm được cute, và những cái phím escape cũng nó là hình bông sen nè đấy, hay là những cái phím mà space bar thì hình con cá coi có bông, và mình thấy là cái chất liệu mà in màu lên cái bàn phím này rất là xịn sò, nó rất là cao cấp ha. Và cái mặt này thì nó cũng được in là hình con gái đây nè, hình con cá coi, và cái vân của nó như là vậy, là bằng giả, bằng gỗ hay là bằng đá đó, rất là ngầu. Còn những cái phím chức năng đây thì thấy là hãng cũng in một số những cái biểu tượng như là cái đàn nè, diều nè, cái bàn tính nè, hay là cái chùa gì đó, và hình cái sóng nước ở đây à, làm liên tưởng tới cái vực của môn á. Thì nói chung mình thấy là cái phím này á rất là đẹp, phối màu rất là ok. Tuy nhiên á thì mình thấy là cái phím này á nó sẽ dài thiết kế cái phím là dạng low profile ha, và nó sẽ được có một cái viền bọc ở phía trên như thế này đó, nó sẽ không có làm lộ ra những cái switch. Rồi đây là cái phần cạnh trên, và sẽ có là một cái cổng để mình kết nối với lại cái sợi dây cáp đi kèm theo. Còn đây là cái mặt dưới, mặt dưới thì mình sẽ có là một cái chất liệu nhựa, nhựa hết luôn ha, đây nhựa hết nè, nhưng mà cái kiểu rất là cứng cáp và cầm rất là đầm tay. Nó có những cái vân ở đây ha, đó cái vân nè rất đẹp, và đây là những cái chân đế cao su màu trắng, và sẽ có là hai cái chốt nhựa đây để mình có thể nâng được cái độ cao, tạo độ nghiêng cho bàn phím thì gõ nó sẽ thoải mái hơn. Và trên nhựa này mà sẽ có là một số những cái ký hiệu như là cái Sussery đó, bảo hành. Thì đó là cái phần full size. Bây giờ mình sẽ khui luôn cho bạn xem về cái con Tankerless, cho bạn xem thử coi là nó khác gì không ha. Đây con Tankerless đó. Những ai mà thích xài phím cơ đó thì mình nghĩ là cái con phím này là không thể bỏ qua. Thì mình sẽ có là sẽ nhuyễn nhanh nè, giống như cái tem đây, phụ kiện giống như cũ ha, vẫn là cây cáp cây thế. Rồi lấy ra luôn đó, này đi ra rồi rồi xong. Đây là cái con Tankerless. Mình thấy đó là về cái thiết kế thì nó vẫn như vậy ha, vẫn là những cái phông chữ, những cái màu tiết cách điệu đây, nhưng mà nó khác một chỗ là cái con bàn phím mà Tankerless á, mình thấy là hãng sẽ không có cái viền bọc để mà che cái cây cáp lại. Mình thấy là nó sẽ bị hở cái phần switch này đó, nó hở ra như thế này ha, và mình thấy là cái phím thì nó được làm mỏng hơn so với là những cái cáp truyền thống trên những bàn phím cơ thông thường mà bạn thấy. Thì đó là cái khác biệt so với lại bàn phím full size và Tankerless. Còn về cái trải nghiệm gõ phím mình thấy là nó như nhau, nó không khác gì hết nè. Để cho bạn xem một vòng nữa nè, bên dưới là full size, bên trên là Tankerless ha. Lướt sơ qua bạn xem đó, lướt sơ qua mình nói là rất đẹp, do là mình quay bằng điện thoại cho nên là mình sẽ không thấy được cái màu sắc nó lên đúng đâu, các bạn phải tới từng shop để mà trải nghiệm thử và gõ thử mới thấy là nó phê đến chỗ nào. À, đây dưới ha, dưới của hai cái màu phím nè nhau cả không cái hết. Mình chỉ thấy khác một điểm là cái con full size á
mặt dưới của nó thì nó cũng sẽ có dạng như là vân giả gỗ, trong khi mà cái bản mà tenglet á thì nó lại không có cái vân, nó chỉ là dạng phân nhám mà thôi đó, nó là vân nhám. Nhưng mà cái con tenglet này á thì nó lại có cái rãnh đi dây, phải không, rãnh đi dây nè, và nó sẽ có cái lỗ kết nối dây nằm đây, trong khi cái con phun sa thì không có, phải không, phun sa không có, nó chỉ là có cổng phía trên mà thôi, phải không, cái cổng trên nè. Ok ha, rồi như vậy mình đã gọi là trên tay nhanh cho bạn xem về cái mẫu bộ phím cơm mới của hãng Vabilo đang lúc đó hiện nay, đó là phiên bản dòng cá coi, và có hai bản đó là full size và tailored. Thì cái mức giá bán nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào cái bản mà đang dùng, đó là có phím số hay không, thứ hai là nó sử dụng cái switch gì đó. Rồi hai thằng nào có kiến gì về cái bộ phím này thì bạn giúp việc comment bên dưới video, và những bạn nào mà muốn trải nghiệm thực tế thì bạn hãy ghé hàng Asset Audio để mà trải nghiệm thử. Rồi, chào bạn.